Ê, chào mừng các bạn đến với kênh Tâm Chè Vĩnh Long các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn Thánh ăn Cái Tàu đấy các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn Thánh ăn Cái Tàu đi ăn chay các bạn ơi. Ăn chay, nói chung mà bạn mình cũng thích ăn chay lắm các bạn. Tại vì từ nhỏ bạn mình nhà bán đồ chay đó, rồi cái cũng ăn chay từ nhỏ. Thì mình sẽ dẫn bạn mình lại quán cơm chay, hủ tiếu, nuôi, bánh canh nha các bạn ha. Cơm á, với hủ tiếu, cơm thì 12.000 dĩa, hủ tiếu thì 10.000 tô, bánh canh với hủ tiếu đồ mì đó thì 10.000 tô. Nhưng mà đặc biệt bún riêu là 15.000 tô các bạn. Ê, ở Nghi Góc Quỷ Văn Tỉnh nè các bạn. Nghi Góc Quỷ Văn Tỉnh mới làm, mới xây nha các bạn. Đang xây đây. Đó, có 2 cậu tháp ở đường Võ Văn Kiệt nha các bạn. Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long các bạn ơi. Đây, bây giờ thì mình đã nhờ bà chị mình. Mình nhờ bà chị chủ mình đó là nấu rồi các bạn ơi. Cái này thì vô hơi trễ, vô đây hơi trễ, thành ra là hủ tiếu hết. Bạn mình ăn bún riêu, mà bún riêu á thì 15.000 tô nha các bạn. Đó thì đây các bạn ơi, kêu trước đây, nhờ chị chủ làm giùm 10 tô bún riêu trước các bạn. Đây đấy, 10 tô bún riêu trước nha, 10 tô. Các bạn để điểm đi thử các bạn. 4 hai hàng là 8 các bạn. Đây như vậy thì tô này với tô này nữa là 10. Đây bạn Thánh ăn Cái Tàu của chúng ta đó các bạn ơi. Dạ, các bạn. Hôm nay mình tính ăn hủ tiếu, bây giờ vô hết hủ tiếu giờ ăn đỡ bún riêu các bạn. Vì hôm nay ăn thử 10 tô bún riêu các bạn. Ở đầu mình vô làm việc nữa các bạn. Bữa nay không có cameraman, cameraman đi học các bạn, thì thành ra Tâm Chè quay. Rồi, có gì các bạn cũng thông cảm nha. Có gì các bạn cũng thông cảm nha bạn. Tâm Chè quay phim không được đẹp không, nói chung không biết cách coi phim nha các bạn nha. Bạn thông cảm, ủng hộ dùm, nhớ bấm chế độ rung chuông nha các bạn để nhận được những video sớm nhất. Bạn ơi. Bây giờ bạn mình ăn tô bún riêu thứ nhất các bạn ơi. Thử xem bạn mình ăn hết 10 tô này hay không. Bữa nay bạn mình phải càn quét cái quán bún riêu hủ tiếu chay của bà chị ngay chỗ Góc Quỹ Bình Tĩnh mới xây các bạn, được giới kiện nghe các bạn. Đây, khu hành chính mới các bạn ơi. Đây, tô bún riêu, tô thứ nhất các bạn ơi. Bà chị nấu sẵn đây. Đây bà chị chủ, rất là phúc hậu các bạn ơi. Đây cho các bạn xem nhé, bà chị chủ nha. Chị chào mọi người đấy chị. Chào mọi người. Rồi chị bán bún riêu ngon. Rồi mọi người nhớ ủng hộ nha chị nghe các bạn. A Di Đà Phật. Đây bà chủ rất là dễ thương, hiền đó các bạn ơi. Đây bây giờ quay trở lại Thánh ăn Cái Tàu của chúng ta, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tô thứ nhất sắp sửa xong nha các bạn. Bây giờ tình hình báo cho anh Thánh ăn Cái Tàu nghe là pin của mình là bữa nay phải ăn tranh thủ nha, ăn tốc độ. Tại vì nãy giờ cũng không có xài máy, không có rành, thành ra là cái rồi cái nó hơi ấy các bạn, tức là giống như mình không biết sử dụng đó. Rồi bây giờ máy cũng gần, máy còn được hơn nửa pin thôi đó. Máy này thì quay rõ, quay võ bạn mình nè, cho các bạn xem nha. Bạn mình là hôm nay càng quét quán hủ tiếu chay này mới được, làm hết luôn cho bà chị khỏi bán luôn. Đồ tô thứ nhất đã xong các bạn ơi. Tô thứ nhất đã xong rồi. Tô thứ nhất đã xong rồi. Ngon không bạn? Không có cho mấy bạn cộng đồng bạn biết chất lượng làm sao bạn? Thì nấu sao? Chị mình coi nấu ăn trời rất ngon bạn. Hôm nào bạn ghé ăn ủng hộ chị mình. Rồi. Là biết. Nếu mà có dịp các bạn ghé ủng hộ chị nha. Ngay góc đường trên đường Võ Văn Kiệt các bạn. Ngay khu hành chánh mới. Ngay khu hành chánh mới nha các bạn. Nói chung là bún riêu 15.000 tô. Hủ tiếu 10.000 tô, cơm 12.000 dĩa, ăn là cực kỳ ngon, cực kỳ rẻ các bạn ơi. Bạn mình bữa nay càng quét cho hết cái quán chị luôn, bữa nay cho bạn nghỉ sớm. Đấy, gương mặt mụn dễ thương, Thánh ăn Cái Tàu các bạn ơi. Bữa nay mà nó đem mấy cây cầm, thành ra cầm máy hơi rung, hơi lắc, các bạn thông cảm nha. Nhỏ ăn giò gà nhiều quá giờ rung. Tô thứ hai sắp xong rồi nè các bạn. Đó cho các bạn. Tô này. Bạn mình bữa nay bắt buộc ăn hết nước nha. Ăn bao nhiêu tô không biết nhưng mà bắt buộc ăn hết nước. Ăn giống như phánh đáy hồng vậy đó các bạn. Không chừa bất cứ một cái thứ gì trên thế gian này hết. Đó. Ăn lạng hết nước luôn. Đò quá đã các bạn ơi. Wow. mà. Thử đặng mai mốt đò. Thử đặng mốt đi Phở Hùng, tô thứ 9 rồi các bạn ơi. Tô thứ 9 rồi các bạn ơi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, 9 rồi các bạn. Đây tô thứ 10 các bạn. Tô này là vượt qua tô này là sẽ lấy 500k của Tâm Chè nha các bạn. Nếu ăn tô mướn 11 là lấy 600 nha các đò, đúng vậy. Mình bữa nay mà ăn tô mướn 11 không nổi mấy bạn. Đây, có quyền. Đội thứ 10. Đây, có quyền. Đó. Bây giờ là tô này là tô thứ 10 đó các bạn, tô bún riêu thứ 10 các bạn ơi. Các bạn hãy vỗ tay đi các bạn ơi, vỗ tay cho Thánh Ăn Cái Tàu. Đó, tô thứ 10. Bây giờ là tình hình là bún nguội hết rồi các bạn. Vậy là phút 25, 27 đã trôi qua. Đó, 27 đã trôi qua rồi. Vậy là coi như là bạn mình ăn 10 tô trong vòng 30 phút là hết đó các bạn. Đó. Camera quay trực tiếp thì đang báo là phút 27 nha. Đó, gán ăn lần lên Phở Sài Gòn. À, lấy tiền thưởng của Phở Hùng 1 triệu đem về các bạn nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tâm Chè Vĩnh Long các bạn, để Tâm Chè có động lực review cho các bạn những cái dự án ăn cái tô thứ 10 nữa các bạn. Tại sao vậy, sao tình hình bao tử no phải không? No phải không? No. À, không lấy thêm 100 ngàn của Tâm Chè được phải không? Không được rồi. Thì đó hết suối rồi, rau muống nhiều quá bạn ơi. Không rau muống sao hết, không sao hết đó. Tại vì nói chung là tại vì hồi nãy mình để hơi nhiều rau rồi mình nghe nhiều hồi thì nó mỏi giống gì á. Đừng có thừa cặp rồi ăn đi được thừa đó đó đó. Tô số 10 đã gần xong rồi các bạn. Riêu thì cũng phải có rau muống chứ, nhưng mà rau muống lại nhai nhiều quá, người ta nhai có nhúm, anh nhai 10 nhúm, người ta nhai có nấm rau anh nhai 10 nấm thì nó phải chịu, phải mỗi miệng chứ sao. Không phải không bạn Hiền, ta ăn ăn mà mồ hôi mà trong mưa rồi bạn, mồ hôi trong mưa luôn, ăn cái mồ hôi trong mưa luôn, mồ hôi mà trong mưa luôn nè. Mồ hôi trong mưa luôn, trời ơi mưa, ăn trong mưa mà mồ hôi quá trời luôn. Đây, nói chung là cũng gần xong rồi các bạn ơi. Ta cũng gần xong tối thứ 10, sắp vượt qua thử thách 500 ngàn của Tâm Chè Vĩnh Long sắp sửa ra đi. Nhưng mà tình hình bao tử no chưa? Bao tử là chưa no luôn hả? À nó vừa hả? Nó vừa rồi, hồi nó có lấy thêm của Tâm Chè 100 ngàn nào nữa không? Không dám à. Không dám hả? Đâu có gì đâu, ăn thêm tô thì 100 ngàn. Không hết trả lại 15 ngàn cho bà chủ thôi, chứ có gì đâu. Hết lấy 100. Hiểu không? Đơn giản. Chơi không chơi bà, chơi không? Không chơi. Được chưa? Kêu bà chị để rau muống ít lại, không để rau muống để giá thôi. Thấy không? Chơi không, chơi không, chơi không? Vậy là tình hình bao tử no không? Đó, hay ha. Cái trời bạn mình là coi như là ý định là cũng muốn lấy tiền của Tâm Chè thêm lắm, nhưng mà chắc có lẽ là no. Các bạn nghe, chắc là no. Nhưng mà chắc cú là sẽ vượt qua thử thách 10 tô húp cả nước, 10 tô bún riêu húp cả nước nha các bạn. Chỗ này chắc lên Sài Gòn thách đấu giúp Thanh Ni Hùng quá. Rồi không ấy thì cũng gắn vượt qua thử thách của là Phở Hùng. Đây đò cho các bạn xem. Rồi bạn mình lầu hết nước luôn, hết cái luôn, khỏi chừa cái gì vậy. Dĩa rau này á, thì họ không tính, tại vì rau này bà chủ cho thêm đó, muốn ăn thôi, không ai nói. Rồi còn miếng nữa bạn ơi. Gán lùa, gán lùa, gán lùa, đúng rồi. Dán lùa, thấy chưa? Mình muốn lấy tiền người ta không có dễ mà. Lấy tiền chè đâu có dễ. Phải là mới là lấy tiền chè, lấy tiền vô tấp cũng đâu có dễ. Thấy không? Đó. Quá hay các bạn ơi, vỗ tay các bạn ơi, 10 tô các bạn ơi, đã hết rồi các bạn ơi. Anh chạy chút xíu đang mười quẹo ra cái tẩu cho mấy bạn coi. Đây, cậu đếm giùm chú đi, đếm chú 10 tô xe. Dễ dễ lên coi nè. Một. Đây đây. Đây giờ mình mới ăn xong các bạn. Một nè các bạn. Hai. Đúng rồi. 3 4 5 6 7 8 9 10 tô. 10 tô các bạn ơi, hết rồi. Nước luôn các bạn. Như vậy là anh nói sao? Cái như anh ăn tô nói sao? Mình muốn ăn tô nước 11 nhưng mà cái rau mình nhai nhiều quá mình sợ các bạn. Nói chung là sợ. Ngon thì nó ngon thiệt nhưng mà mình sợ rau thôi. Rồi bây giờ mình sợ rau giống vậy chứ. Rồi. Nhờ bạn quay cái gì bạn quay. Mình ăn xong tô của bạn giao là mình được 500k rồi. Rồi, vậy coi như là Thánh ăn Cái Tàu của chúng ta đã vượt qua thử thách các bạn ơi. Nha. Các bạn vỗ tay cho Thánh ăn Cái Tàu đi các bạn. Quá hay. Vỗ tay các bạn ơi. Quá hay. Chứ chưa anh ngồi em quay cái chỗ bán của bà chị nè, sạch sẽ hết sức nè đó không? Với bà chị nè. Nhưng mà bây giờ thì coi như bữa nay Thánh ăn Cái Tàu càng quét luôn các bạn. Càng quét nồi ơi, son chảo coi như gần hết luôn. Càng quét bà chị, càng nó vui, nó càng quét cái quán của bà chị luôn, hết trơn luôn. Nha. Đây thôi các bạn nhớ vào mặt bà chủ nè, đâu mà mốt vô ủng hộ các bạn. Quán chai bình dân. Đó, quá bình dân luôn. Bây giờ Thánh ăn Cái Tàu. Dạ, Tâm Chè Vĩnh Long xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại lần sau các bạn ơi. Lần sau mình ăn có thể nhiều hơn các bạn ơi.